Rồi đại chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay đi bãi đại có mua được cái máy là Maru Yama Bit Em BC20, là đường kính bích tông là 30 ly nha. Rồi đại quay sơ lược cho mọi người xem ha, rồi xong rồi đại đại rửa nha. Đây mình lại xem thử rồi đại rửa. Maru giờ là Maru vuông nha mọi người. Tum G nha. Đấy. Này là láp nè. Nguyên bản của nó ha. Đây. Bit em à, Maru BC20 ha. Rồi nha, giờ để đại tháo nó ra ha. Rồi ha, đại đổ xăng vô test thử nha. Rồi xong rồi đại vệ sinh lại rửa. Mở trong luôn cho mọi người xem. Đổ ít thôi mọi người. Xúc cái bình nữa. Nắp sinh xăng kính luôn ha. Thử nha, phải tháo bố rồi nha, trước khi ấy phải tháo bố để em thôi mình lên ga nó. Ui ngon, ui chạy luôn nè mọi người ơi. Mô bô 2 miếng nha mọi người. Máy bãi về luôn á. Nửa gà kéo gần hết dây. Thấy không? Dữ lắm, nhạy nha. Rồi thôi để đại tháo rồi là vệ sinh nha. Đây, đại tháo cái nắp ra rồi nha mọi người. Ở trong nè. Cái hoa lăng thấy không, còn gắt mới luôn á. Mình đã tháo tiếp ha, là vệ sinh nha, tháo bô ra là ghê cho mọi người xem cũng như video trước ha. Rồi nè, đã tháo ra rồi này nha mọi người. Đây đó, thấy không, thì mọi người thấy bít tông chưa, thấy bít tông á, nó sáng vậy. Để quay xuống rồi coi cái nồng. Đó, cái nào không? Rất sáng ha. Ok nhá. Rồi. Đây, tháo xong rồi ha mọi người. Nha, mắt in da băng nè. Ha, lóc dập này của thương hiệu Maru luôn nha. Rồi. IC. Nhìn cái hoa lăng nè. Nó chưa xét luôn á. Cái chỗ từ này nó chưa xét luôn mà. Không? Đầu nòng còn phấn luôn. Không? Quá ngon. Rồi để giờ đấy đại rửa vệ sinh, đại gắn vô. Rồi đây thì là cái máy hôm qua đại đã vệ sinh xong nha mọi người. Giờ đại đã gắp lại hoàn thiện ha. Đại quay vòng vòng cho mọi người xem rồi đại test ha. Maru Yama Bit Em BC20 nòng 30 ly. Cái số seri đó nó nằm ở trong này nè nha mọi người, nằm phức trong này nè. Nè. Vỏ cái nó áo ra mới thấy nè. Can thời quen ha. Ốc này kia đồ đèn áo đồ đẹp lắm. Zin hết ha. Chế cũng là chế zin nha, chế quanh rồ một kim ha. Quanh rồ luôn nè. Do cái nắp này là nó lô thôi nha, tại cái nắp zin nó bị bể, nó gãy ở đây, nhưng mà không quan trọng ha mọi người. Rồi đây,
tum rời luôn nha. Rồi, cái máy ru đời này á, thì nó xài cái bi đông này, bi đông sắt viên hết ha. Rồi cái chấm cỏ zin luôn ha, để giữ nguyên zin luôn nha, tại này cước nó quất vô nên nó bị bể nè, dẻo lắm, dẻo rất dẻo ha. Đại giữ zin hết ha. Rồi giờ để test rồi ha, nó gắn vô. Đầu tiên thì mình cái bơm xăng đóng le lên ra giật thôi cho nó nhảy nổ ha. Còn đại thì nó cũng có test rồi, không có nhiều đó, đó thì chắc anh em nào cũng biết rồi. Kéo còn hết dây cũng chạy, máy móc còn im lắm nè mọi người, không có bị dơ. Bắt lắm ha. Máy gu đầu vuông này thì khỏi bàn này ha mọi người. Tum trong tum nhôm nữa nha. Rồi ha, thôi giờ đại xin kết thúc video tại đây ha. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, like ủng hộ đại nha. Rồi, có anh em nào, cô chú nào đó có muốn mua thì cứ liên hệ đại ha, đại sẽ để lại số điện thoại nha. Rồi, đại chào tất cả mọi người.